Vâng, hello chào tất cả mọi người nhé. Và tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan vụ việc của tập đoàn Xà Lan. Thì tiếp tục em lại nhận được những thông tin rất là nóng ha, liên quan đến vụ việc của gia đình chị Kim Hà. Thì em nói với tất cả mọi người rồi, cái vụ việc này nó không phải dừng lại là ở cái việc là gia đình không có điều kiện về kinh tế, không có đủ tiền để đi tiếp, và gia đình sẽ dừng lại và tập đoàn Xà Lan sẽ thoát. Đó, mọi người cứ nghĩ như vậy đúng không? Nhưng mà không. Em tin chắc rằng thì cái vấn đề mà gia đình công bố là gặp khó khăn đó, và có cái vấn đề là gia đình sẽ có kiểu như là bỏ cuộc ấy, em tin chắc rằng là một cái chiêu thức để cho tập đoàn Xà Lan ấy họ sẽ kiểu như là thả lỏng và hết có nghi ngờ và sẽ cảm thấy rằng là an toàn, để có thể rằng là yên tâm để tiếp tục là chạy Xà Lan, chạy hàng, và nghĩ rằng là gia đình chị Hà không còn đủ điều kiện để theo cái vụ này nữa, là cái vụ này đã chìm xuồng rồi. Nhưng em nói với tất cả mọi người là không bao giờ có. Bởi vì sao? Em sẽ phân tích hai cái yếu tố như thế này. Nếu như mà gia đình chị Hà không có tiền thật thì cô Bí Ẩn vẫn sẽ giúp, và còn rất nhiều người Mạnh Thường Quân, bởi vì ở cái khu vực mà gia đình chị Hà đấy, họ cũng biết ha là gia đình chị Hà như thế nào và chị Hà này ra đi như thế nào, và em tin chắc rằng là họ sẽ giúp đỡ. Không bao giờ có chuyện mà em nói mọi người gia đình anh Tuấn mà gọi là tập đoàn Xà Lan ấy có thể là thoát đâu quý vị. Bởi vì em tin với mọi người rằng là không phải đơn giản mà chị Kim Hà nhảy xuống sông, không phải đơn giản, không phải là cái điều tự nhiên mà chị Kim Hà có thể chìm một cách là một cách bất đắc kỳ tử, một cách là vô duyên vô cớ. Có thể nói là dòng sông đang chảy mà chị làm cái hầy một cái mà chìm nằm im ở đó tận 12 ngày, thì cách chỉ cần cái điều như vậy thôi là gia đình của chị Kim Hà họ đã phải đi đến tận cùng rồi. Em nói với tất cả mọi người á, có rất nhiều gia đình họ phải bán đất, họ phải bán nhà, họ vẫn theo, thì em tin chắc rằng gia đình chị Kim Hà họ cũng sẽ chạy đến cùng. Nên là khi mà có cái thông tin ấy là chia sẻ lên là gia đình chị Hà thì sẽ tạm dừng đấy, là tập đoàn Xà Lan bắt đầu là ăn mừng. Nghe đâu là gì 10 đó, đầu gì 5 bên anh Nhẫn chị Tiền á, là về là họp mặt gia đình ăn mừng. Bởi vì em nói tất cả mọi người là bây giờ họ thấy bên gia đình của chị Hà này là nghèo khổ là họ mừng lắm. Họ nghĩ là thôi cái vụ này chắc là chìm rồi, yên tâm rồi, ăn Tết ngon lành rồi, cái vụ việc này nó chìm xuồng rồi. Nhưng em nói mọi người là không, chưa chắc đâu. Bởi vì em nói tất cả mọi người là không phải là anh Vũ cùng với cô Bí Ẩn hay là cùng với gia đình chị Hà là họ bỏ cuộc, là họ sẽ rút đơn hay là họ sẽ không có theo cái vụ này nữa. Em nói tất cả mọi người là có những cái vụ việc mà kéo dài tận mấy năm trời. Tuy là gia đình của chị Hà bây giờ đang khó khăn về vấn đề tài chính, nhưng em cũng tin chắc rằng đó chỉ là một phần thôi. Đó chỉ là một phần của cái lý do mà gia đình công bố thôi. Quý vị có biết không? Khi mà anh em YouTube đó, cập nhật được cái thông tin là bên gia đình ở chị Hà thì hiện tại đang gặp khó khăn. Thứ nhất là về cái kinh tế lo cho hai đứa nhỏ. Có thể là hai gia đình ở đây là em nói mọi người để cho anh Tuấn này, anh có trách nhiệm với các con hơn. Bởi vì sao? Bởi vì là họ cứ nghĩ rằng gia đình bên chị Hà này là này thế kia, là ông đâu có gửi tiền về đâu. Bây giờ em hỏi tất cả mọi người, thì hai vợ chồng người ta có ly dị bỏ nhau ấy, thì họ vẫn có trách nhiệm nuôi con. Nhưng em hỏi tất cả mọi người, tại sao cái con của anh Neo này vẫn là con của anh Neo? Bởi vì là bây giờ thì mẹ nó mất rồi, thì nó ở với bà ngoại, thì tại sao anh này lại không gửi tiền về lo cho các con, đúng không? Em nói với tất cả mọi người như vậy. Nên là em tin chắc rằng là bây giờ ấy là bên tập đoàn Xà Lan ấy họ rất là vui mừng. Bởi vì em nghĩ rằng là họ nghĩ rằng là gia đình bỏ cuộc là thôi theo dõi làm gì nữa, đúng không? Bởi họ không có lên trên mạng theo dõi đâu. Họ nghĩ rằng là gia đình của chị Kim Hà hết tiền rồi, không có đủ điều kiện theo đâu. Bên Xà Lan là giàu có nên là bây giờ họ muốn làm gì thì làm. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là cái vụ việc chúng ta đã biết mà, đúng không? Tiền bên tập đoàn Xà Lan thì thiếu gì, còn bên chị Hà thì nó không được rủng rỉnh. Nhưng mà em tin chắc rằng ấy không phải là chỉ có riêng là ăn Vũ với cô Bí Ẩn là đứng ra đây là lo cái vụ việc này đâu. Em tin rằng sẽ có rất nhiều những cái người mà họ có điều kiện về kinh tế, họ sẽ giúp. Bởi vì em nói tất cả mọi người là không ai tin đó là chị Kim Hà nhảy sông. Bởi vì sao? Bởi vì hai vợ chồng đã xích mích rất là nhiều lần, xích mích cãi nhau đánh nhau, em nói mọi người là lên bờ xuống ruộng. Anh Vũ có nói là có cái kho cám nào, có cái kho hàng nào mà không biết là anh Neo này, anh ấy ra tay với chị Hà đâu. Thì chứng tỏ là chúng ta hiểu được rằng là ở đây là hai vợ chồng đã đánh nhau suốt ngày. Và cái ngày mà chị Kim Hà ra đi ấy, thì trước cái ngày đó một ngày á, thì hai vợ chồng cũng cãi nhau cả một ngày trước rồi. Ngày mùng 6 đúng không? Ra đi đúng không? Nhưng mà có người dân người ta nói là cãi nhau từ ngày mùng 5 rồi. Mà cãi nhau ở đây á, không phải là anh Neo này như người ta, không phải là cãi nhau xong là xong, không phải là cãi nhau chỉ nói bằng miệng, mà anh Neo này đã biết bao nhiêu lần đánh đập, hành hạ, tra tấn. Xong quý vị còn nhớ chị Hà đã làm cái đơn mà, làm cái đơn ly dị mà, bắt anh Neo này ký, nhưng anh Neo không ký. Anh Neo mới bắt đầu mới làm cái đơn cam kết ấy, là ký vào cái giấy đó, và nếu mà có đánh đập, hành hạ hay là chị Hà ấy, thì sẽ phải ký vào đơn ly hôn, và cái tài sản đó sẽ thuộc về các con đó. Nhưng mà em nói tất cả mọi người rồi, tại sao cái chuyến đi cuối cùng mà gia đình chị Hà lại phải bảo cô Bảy đi cùng? Bởi vì anh này ăn rất là tàn nhẫn đó. Chính một người dì, người cô của chị Hà đã nói rằng là đi nó xô cháu tôi xuống sông thì ai biết được đâu mà cứu.
Đó, chính mẹ của chị Hà Anh, của anh Vũ còn nói là bây giờ em tôi đi theo anh, đi theo ông thì ông xô nó xuống sông ai nhìn thấy. Đó, nên em nói tất cả mọi người là cũng phải có cái lý do gì đó thì gia đình mới nói vậy. Và cũng đã có nhiều lần nghe đâu ngày hôm trước là chị Hà đã phải gọi là bơi vô trong bờ bởi vì hai vợ chồng đánh nhau rất sông rồi. Đó, không biết có chính xác hay không nhưng mà nghe người ta đồn là như vậy. Thì em tin chắc rằng là cái việc mà khi mà gia đình bên tàu Đà Xà Lan ấy, họ nghe ngóng được là bên chị Hà là khó khăn, ít tiền đấy, là bên đây ăn mừng. Em nói mọi người là ăn mừng ngay ngày hôm sau. Đó, anh nhẫn chị tiền đâu là gì 10 dượng 10 đâu đó là ngay về là ăn mừng. Đó, họp gia đình gấp. Bởi vì em nói mọi người là biết bao nhiêu lần tái khám, biết bao nhiêu lần họp gia đình rồi. Nhưng mà họ không có thể nào mà em nói mọi người là bỏ qua được. Em nói mọi người nha, ăn neo không tội nhiều thì tội ít. Bởi vì ít là sao? Là trong cái trường hợp mà ăn neo ăn kể là anh thấy chị Hà bị chìm, nhưng mà anh chặt dây xuồng anh bơi ra đó, anh đứng anh nhìn. Thì em hỏi tất cả mọi người là đấy có phải trong cái trường hợp là trong trường hợp khẩn cấp nhưng anh không cứu không? Thì chỉ cần cái đó cho thấy rằng anh này có cái lỗi rồi. Cái thứ hai là anh này có cái lỗi gì đó thì chị Hà mới nhảy sông. Bây giờ anh neo anh nói là chỉ có hỏi 1 triệu chị Hà không đưa, mà chị Hà đưa rồi chị Hà lại nhảy sông, thì mọi người có tin không? Còn em không tin. Bởi vì em nói mọi người là Đường Đường là một người chủ của xà lan, một chuyến hàng kiếm 4 đến 50 triệu, mà chỉ có vì 1 triệu mà phải nhảy sông. Mà đâu phải em nói mọi người hai vợ chồng son, đúng không? Ví dụ như anh neo với chị Hà là cặp vợ chồng son mới cưới, à, là đang ngọt ngào, là anh này anh ấy làm như vậy thì chị Hà thất vọng, nhảy sông là đúng. Còn đây em nói mọi người 10 năm rồi, đúng không? 10 năm anh neo này đã biết bao nhiêu lần ăn chơi nợ nần, đem sổ xà lan đi cắm 20 mấy triệu chị Hà còn cho để đi chuộc, chứ huống chỉ có 1 triệu mà nhảy sông, đúng không? Nên là em nói mọi người là không có cái lý do nào để giải thích là cái vụ việc này là cái điều tự nhiên hết. Bởi vì nếu nó có tự nhiên thì chị Kim Hà phải trôi đi cách ít nhất 1-2 cây, là em nói mọi người là còn có thể là có 1-2% tiếp nhận. Còn em nói mọi người là tất cả mọi người đều biết rằng là có người nào mà rơi sông mà nổi lên đúng chỗ chìm đâu, đúng không? Em nói mọi người là ai cũng phải trôi đi một cái vị trí rất là xa. Bởi vì sao? Dòng nước đang chảy mà quý vị. Dòng nước đang chảy đâu có phải lòng nước đứng đâu mà có thể là nằm im ở chỗ đó. Nhưng mà chị Hà ấy, thì lại không trôi mà lại nằm im ở cái chỗ chìm. Em mới thắc mắc với mọi người như thế này: nếu như mà chị Hà chìm đúng chỗ đó và nổi lên đúng chỗ đó thì trước lúc chị Hà rớt xuống sông thì chị Hà đã qua đời rồi. Đó, có nghĩa là chị Hà đã qua đời trước khi rớt xuống sông thì mới có thể nằm im chỗ đó, đúng không quý vị? Tại sao lại có cái câu nói rằng là anh neo anh ấy chứng kiến cái khoảng cách có 10 mét và chị Kim Hà bị đưa xuống một cái hầy, thì một cái câu đó thôi là chúng ta thấy nó sai rồi. Bởi vì cái khoảng cách 10 mét anh nghe được cái tiếng mà hì một cái mà anh lại không thấy cái gì. Quý vị thấy không? Có nghĩa là tai thì nghe mà mắt thì không thấy, trừ khi anh bị cận nha, hay là anh có vấn đề, hay là anh không muốn cứu. Chứ em nói với mọi người là chả có cái kiểu gì mà cái khoảng cách có 10 mét nha, anh bơi ra khoảng cách có 10 mét anh thấy chị Hà bị đưa xuống một cái hầy mà anh lại bảo là anh không nhìn thấy gì hết, anh chỉ nghe tiếng một cái hầy thôi. Thì em nói mọi người cái tiếng hầy cũng không có luôn. Cái tiếng hì đó là nó từ thành xà lan mà nó xảy ra. Em thì em tin rằng là cái người mà ngạt nước trôi sông ấy thì người ta chìm từ từ và chân tay người ta sẽ duỗi thẳng, bởi vì khi xuống nước nó không có cái gì ngăn cản cả thì người ta phải duỗi thẳng chứ. Còn quý vị thấy rằng là những cái người mà họ bị co chân co tay á, một là nằm trong cái thế là rơi xuống nước là họ phải nằm như vậy, bị bó buộc lại. Cái thứ hai là nằm trong cái phạm vi hẹp, ví dụ như là rơi xuống giếng thì chắc chắn là chân tay là phải co rồi, bởi vì không thẳng được. Còn ở dưới nước em nói mọi người nếu như không có vướng bận cái gì, tại sao chân chị Hà lại co lại? Mà em hỏi tất cả mọi người rằng cái chuyện co lại thì nó lại là bình thường nhá, nhưng mà cái móc sắt đó đã móc vô cái gì của chị Hà mà chị Hà phụt lên? Bởi vì hôm đó nếu như không cào không cấu thì không bao giờ nổi lên được, đúng không? Quý vị biết rằng là cái ông mà chạy xuồng cào đó, ông có nói rằng là ông kéo dính cái gì đó cứng lắm mà cái xuồng khựng lại, ha, nó nặng lắm khựng lại, thì lúc đó ông mới lên ga để cho nó chạy. Chạy thì cái dây đó nó mới quấn vô cái chân vịt, và bị cái chân vịt đó nó quấn cho đứt và quấn vào trong đó. Thì lúc đó ông mới lặn xuống để gỡ cái dây trong chân vịt đó, thì cái xác chị Hà đã phụt lên ngay chỗ đó và tạo thành một dòng nước xoáy rất là mạnh và phun ra khỏi mặt nước cao cả 1 mét. Vậy thì em hỏi tất cả mọi người là nếu như chị Kim Hà không bị cái gì đó giữ ở dưới thì làm sao mà có chuyện phụt khỏi mặt nước cả 1 mét được? Cái chuyện phụt cả mặt nước cả 1 mét là vậy là nó phải có cái gì đó nó rất là nặng nó mới giữ được chị Hà. Em nói tất cả mọi người là cái móc sắt đó đã móc phải cái gì? Móc phải cái gì mà chị Kim Hà phụt ra như vậy? Thì em cũng tin rằng là tất cả nó phải có uẩn khúc, chứ nó không đơn giản như chúng ta nghĩ là ở đó là cái điều bình thường để tự nhiên. Tất cả dòng họ xà lan quý vị nha, họ không ai thắc mắc, họ chỉ nói là ở đây là do bà thủy, đây là do chuyện dưới nước thì không biết. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là từ trước đến nay đã có cái vụ việc như vậy hay chưa? Chưa có một cái vụ việc nào mà cái người chìm dưới sông có thể nổi lên đúng chỗ đó.
Bởi vì từ lúc chị Hà mất đi, em nói mọi người là biết bao nhiêu người đã ra đi cái khúc sâu vào cống đó rồi. Nhưng mà không ai mà 12 ngày mới nổi, mà không ai là nằm đúng chỗ chìm. Ai cũng thế, cũng trôi đi cái vị trí rất là xa. Em hỏi tất cả mọi người chứ, bao nhiêu người nhảy xuống sông ấy, không một ai phải cào phải móc, nó tự nổi lên. Nhưng mà chị Hà tại sao lại phải cào phải móc? Bởi vì gia đình họ đã nghi ngờ rồi, là cái anh này anh có cái gì đó rồi, hay là anh ấy đã nhìn thấy ai đưa chị Hà xuống cái hầy rồi. Bởi vì sao? Anh Neo anh nói là anh chứng kiến là chị Kim Hà bị đưa xuống cái hầy, giống như ai đưa xuống cái hầy nó kêu huyệt một cái là không thấy nổi lên nữa. Nhưng mà anh bơi xuống ra đó, anh đứng nhìn. Em nói tất cả mọi người là có cái người chồng nào mà gọi là cái ân ái với vợ mình, đã gọi là đầu ấp tay gối 20 năm mà thấy vợ mình bì bõm ở đó mà không cứu không? Chỉ có một mình anh Neo. Bởi vì anh Neo anh thấy chị Hà là chìm xuống là anh đứng trên xuồng anh nhìn, anh đợi. Em nói mọi người nha, nếu như mà anh đợi anh nhìn thì không bao giờ anh phải vội, anh chặt dây xuồng ra làm gì. Bởi vì anh, em nói mọi người là như này, anh nói là lúc đó anh gỡ xuồng nó lâu nên anh phải chặt cho nó nhanh. Còn nếu như anh mà chặt anh nhanh cho nó, anh gọi là anh vội vàng ấy, thì anh phải nhảy xuống cứu. Chứ còn anh vội vàng anh đứng đó anh nhìn thì em hỏi tất cả mọi người nó có điều gì lạ không? Đó, nên là quý vị khán giả cứ yên tâm đi. Em tin chắc rằng không phải là gia đình chị Hà tự nhiên mà tung lên cái tin là gia đình hiện tại đang không đủ kinh phí và gia đình đã gặp rất khó khăn. Em tin rằng đây sẽ là một cái chiêu bài dư đông kích tây để cho bên tập đoàn Xà Lan là hả hê, ăn mừng đi, cứ ăn mừng đi, hả hê đi, vui mừng đi. Rồi, đến cái lúc mà họ quật lại là không kịp. Em tin chắc như vậy. Bởi vì em nói tất cả mọi người là bây giờ thì cơ quan chức năng họ đang điều tra, đúng không? Gia đình họ cũng được kết quả. Cái thứ hai là những cái bằng chứng, những cái căn cứ, những cái cơ sở cho thấy rằng là chị Hà không nhảy sông. Còn nếu như mà anh Neo nó là thấy chị Hà là chìm từ từ hay là thấy bì bõm, quý vị có thấy ai ngạt nước mà chìm mà phát chìm luôn không? Người ta phải bì bõm uống nước tùm lum ấy. Cái người ta không biết bơi ấy, người ta cũng nằm ở đó là bì bõm được 2-3 phút. Còn chị Hà cái lý do gì mà mới thấy ngửa cái mặt lên rồi làm cái hầy mà cái hầy chìm thì em hỏi tất cả mọi người là nó phải có cái gì đó nặng lắm nó kéo chị Hà mới xuống đấy rồi. Còn dòng nước đang chảy giữa dòng sông mà chị Hà nằm ở giữa dòng sông 12 ngày thì em không tin. Đó là cái điều bình thường. Thì quý vị khán giả có suy nghĩ như thế nào ha, thì mọi người có thể làm bình luận bên dưới video này ủng hộ giúp em. Em sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới nhất và cung cấp lên tất cả mọi người, và chắc chắn là em nói với tất cả mọi người là cái vụ việc này nó sẽ sáng tỏ. Bởi vì không thể chứng minh được là chị Hà nằm ở dưới dòng sông đó vì lý do gì. Bây giờ nếu như mà nói là ở khúc sông đó nó có bà Thủy thì em nói em hỏi mọi người là bà Thủy nào mà cái móc sắt nó kéo lên được? Bà Thủy nào mà nằm ở đó mà giữ 12 ngày? Đúng không? Chúng ta không thể giải thích theo cái kiểu đây là kiểu mê tín dị đoan được, mà phải theo khoa học, phải có bằng chứng. Thì em tin chắc rằng những cái bằng chứng chúng ta hiện tại đang truy tìm là tìm vật chứng, thì em nghĩ rằng là nó vẫn nằm ở đó thôi quý vị, nó chưa đi đâu đâu. Nên là em cũng tin rằng là gia đình bây giờ cũng đang có những cái phương án khác nhau và có rất nhiều người giúp đỡ gia đình chị Hà rồi ha. Nên em cũng mong muốn vụ việc nó sẽ sáng tỏ và để cho tất cả mọi người sẽ cảm thấy rằng là vui mừng hơn khi mà cái thông tin mà em cập nhật đều đối với tất cả mọi người ha. Và video này em sẽ dừng ở đây, em cảm ơn tất cả mọi người nha. À, quý vị các bạn khi xem video của em thì mọi người đừng quên bấm like và bình luận quý vị nhé, bởi vì cái lượt bình luận và lượt like của mọi người á nó làm cho em cảm thấy có động lực hơn và sẽ cập nhật. Bởi vì bây giờ anh em bỏ hết rồi, không còn được theo dõi nữa thì anh em phải bỏ để làm việc khác để có tiền chứ. Đó, nên là em cũng rất mong tất cả quý vị các bạn sẽ ủng hộ cho em. Xin chào tất cả mọi người nhé.